Em thân mến, mời các em chúng ta tiếp tục cùng với thầy làm dạng 2, biết tổng ẩn hiệu ở trong phần 1 bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số, trích ở trong cuốn giải toán có lời văn lớp 4 nhé. Thầy cho chúng ta sẽ cùng làm bài 11, bài 12 ở trong trang số 9 cuốn sách này. Bài 11 đề bài như sau. Lớp 4A có 40 học sinh. Sau khi 3 học sinh nam chuyển đi thì số học sinh nữ của lớp 4A ít hơn số học sinh nam là 5 bạn. Hỏi lúc đầu lớp 4A có bao nhiêu học sinh nam và bao nhiêu học sinh nữ? Bây giờ trong cái bài này thầy sẽ hướng dẫn các em vẽ sơ đồ để chúng ta tìm ra được là lúc đầu thì hiệu giữa số học sinh nam và học sinh nữ là bao nhiêu bạn nhé. Chúng mình có là 40 học sinh, ở đây là tổng số học sinh của lớp 4A lúc đầu đấy. Và đề bài đang hỏi chúng ta lúc đầu như thế nào? Lúc đầu là có bao nhiêu bạn nam, bao nhiêu bạn nữ? Em cùng xem thầy vẽ sơ đồ nhé. Học sinh nam này, học sinh nữ này. Em đọc kỹ thông tin. Sau khi 3 bạn nam chuyển đi thì học sinh nữ ít hơn học sinh nam là 5 bạn. Thầy sẽ vẽ học sinh nữ là một đoạn, thì học sinh nam sẽ là đoạn dài hơn thế. Chúng ta gióng thẳng điểm đầu. Học sinh nam đoạn dài hơn thế này. Và em dùng thước em gióng thẳng thì em sẽ nhìn ra được là cái đoạn này đang là 5 bạn. Nhưng đây không phải là hiệu lúc đầu, mà lúc đầu chúng ta phải hiểu này, 3 bạn nam chuyển đi thì bạn nam nhiều hơn bạn nữ là 5 bạn. Như vậy lúc đầu thì nam phải thêm 3 bạn nữa ở đây. Em hiểu chưa? Đây là lúc đầu này. Đó, đây, học sinh nam từ điểm đầu đến điểm cuối cùng này là số học sinh nam lúc đầu, là hỏi chấm bạn này. Còn đây, số học sinh nữ đây, cũng là hỏi chấm bạn. Như vậy thì qua sơ đồ này, sau khi thầy biểu diễn ấy, thì chúng ta thấy rằng là lúc đầu số học sinh nam hơn số học sinh nữ là 5 cộng với 3 là 8 bạn, các em ạ. Đó. Bây giờ mình sẽ đi viết câu lời giải đầu tiên. Lúc đầu, số học sinh nữ của lớp 4A ít hơn số học sinh nam của lớp 4A là nhé. Lúc đầu số học sinh nữ của lớp 4A ít hơn số học sinh nam, số học sinh là em, thay vì em viết câu này em có thể nói là lúc đầu số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ là, hoặc là chúng ta nói là số sinh nữ ít hơn số sinh nam là vẫn được nhé. Thì đây, theo như sơ đồ đoạn thẳng này các em này, số sinh nữ ít hơn số sinh nam là 5 cộng 3 là 8 đấy các em nhé. 5 cộng 3 là bằng 8, bằng các đơn vị là học sinh. Như vậy là chúng ta có gì? Tổng lúc đầu là 40 bạn, hiệu lúc đầu là 8 bạn, số học sinh nữ đóng vai trò là gì? Đóng vai trò là số bé. Số học sinh nữ đóng vai trò là số bé, bởi vì ít hơn. Thế còn số học sinh nam sẽ đóng vai trò là số lớn nhé. Bây giờ chúng ta cần tìm số học sinh nam trước thì ta tính thôi. Lúc đầu lớp 4A có số học sinh nam là 40 sẽ bằng mở ngoặc tổng là 40 cộng với hiệu chúng ta vừa mới tìm xong nhé, là cộng với 8. Đóng ngoặc sau đó mình chia 2. Trong ngoặc ta làm trước là bằng 48 chia 2 bằng 24. Mở ngoặc đơn vị là học sinh. Và tương tự lúc đầu lớp 4A có số học sinh nữ là 40 bạn này trừ đi 24 bạn nam thì sẽ ra được là 16 bạn nữ. Đó, sau đó em ghi đáp số. Thiếu giấy thầy viết thêm dòng ngữ nhé. Đáp số này đó là 24 học sinh nam, 16 học sinh nữ.
Như vậy ta thấy rằng trong bài này ấy, thì chúng mình biết tổng nhưng mà ẩn hiệu chúng ta phải đi tìm hiệu. Đó, các em đã hiểu dạng bài chưa nhỉ? Biết tổng nhé, ẩn hiệu ta phải đi tìm hiệu trước, sau đó mới tìm số lớn số bé các em ạ. Xong bài 11 rồi, thầy trò mình cùng chuyển sang bài 12. Đề bài như sau. Hiện tại trang trại nhà Hà có 2.500 con gà. Nếu nhà Hà mua thêm 380 con gà trống thì số gà trống trong trang trại sẽ ít hơn số gà mái 120 con. Hỏi hiện tại trang trại nhà Hà có bao nhiêu con gà trống và bao nhiêu con gà mái? Hiện tại thì chúng ta có tổng là 2.500. Nhưng mà hiện tại hiệu thì ta chưa có, ta phải đi tìm hiệu đúng không? Mình sẽ có câu lời giải hiện tại. Số gà trống trong trang trại nhà Hà ít hơn số gà mái số con là 2. Thì chúng ta cũng vẽ sơ đồ đoạn thẳng tương tự như bài 11 thầy hướng dẫn nhé. Ở đây chúng ta thấy này, sau khi gà trống có thêm 380 con thì gà trống vẫn ít hơn. Sau khi gà trống có thêm 380 con thì gà trống vẫn ít hơn là 120 con. Như vậy lúc đầu gà trống ít hơn là 120 chúng ta cộng với 380 các em ạ. Đó, đây là lúc đầu gà trống ít hơn, nó sẽ là 500. Như vậy ta có hiệu là 500 con. Tổng hiện tại đúng không? Tổng hiện tại là 2.500 và hiệu hiện tại là 500 đấy, em hiểu chưa nhỉ? Bây giờ có tổng có hiệu rồi, số gà trống đóng vai trò là số bé, đúng chưa? Bây giờ thầy trò mình đi tìm số bé nhé. Hiện tại trang trại nhà Hà có số gà trống là 2.500. Số gà trống, nhớ cho thầy là số gà trống đóng vai trò là số bé, tổng trừ đi hiệu trừ đi 500, đóng ngoặc sau đó em chia 2. Trong ngoặc em làm trước em sẽ được là 2.000, em chia 2 ta sẽ được là 1.000. Mở ngoặc đơn vị là con. Và bây giờ tiếp tính số gà mái nhé. Hiện tại trang trại nhà Hà có số gà mái là 1.000 là số gà trống đấy. Cộng thêm hiệu, hiệu hiện tại là 500 đấy, chúng ta cộng 500 thì ta sẽ được là 1.500, đơn vị là con. Rồi xong dòng ta ghi đáp số 1.000 con gà trống, 1.500 con gà mái. Rồi chấm. Như vậy là thầy trò chúng mình đã làm xong bài 11, bài 12 ở trang số 9 cuốn sách giải toán có lời văn lớp 4 rồi các em ạ.